có một hào quang vô cùng đặc biệt và em muốn được đội trên đầu chiếc vương miện giống như Hoa hậu Khánh Vân. Chị quá đẹp và Linh thật sự mong ước mình có thể tỏa sáng và nổi bật như chị trong chương trình năm nay. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Trần Khánh Vân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với vòng sơ khảo khu vực miền Nam của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại Trung tâm Sự kiện White Palace Phạm Văn Đồng. Vòng sơ khảo khu vực miền Bắc của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đang được tổ chức tại khách sạn Hà Nội Daewoo và nơi đây cũng chính là đối tác cung cấp địa điểm lưu trú chính thức của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tại khu vực miền Bắc. Và ngày hôm nay thì Khánh Vân rất vui khi được chào đón tất cả các bạn đang đến với hành trình để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá Vina Woman bản lĩnh Việt Nam. Và hành trình này sẽ bắt đầu ngay ngày hôm nay với Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và ngay bây giờ Khánh Vân xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo: cô Võ Thị Xuân Trang, hiệu trưởng trường John Roper Power Việt Nam, trưởng ban giám khảo; tiến sĩ, bác sĩ nhân trắc học Lê Diệp Linh, thành viên ban giám khảo; siêu mẫu doanh nhân Vũ Thu Phương, thành viên ban giám khảo; á hậu siêu mẫu Võ Hoàng Yến, giám khảo truyền hình thực tế, thành viên ban giám khảo; á hậu đạo diễn Vũ Hoàng My, thành viên ban giám khảo; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Top 5 Miss Universe 2018 Hờ Hèn Nie, thành viên ban giám khảo; và cuối cùng đó chính là siêu mẫu Hà Anh, thành viên ban giám khảo. Trước khi bắt đầu phần thi ngày hôm nay, chúng tôi có một bất ngờ dành cho các bạn. Đó chính là mỗi quý ban giám khảo sẽ có một tấm vé vàng để trao cho người mà mình tin sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Với chiếc tấm vé vàng này được trao, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ được lọt thẳng vào top 70 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Và các bạn hãy cố gắng thể hiện hết sức mình để giành được tấm vé vàng có 102 này nhé. Và bây giờ sẽ bắt đầu phần thi mang tên hình thể với trang phục áo tắm. Nhưng đó chưa phải là tất cả, bởi vì ngày hôm nay chúng tôi có một thử thách dành cho các bạn. Đó chính là các bạn sẽ chia thành nhóm 2 người hoặc 3 người và sẽ thi cùng với nhau. Hãy cho chúng tôi thấy tinh thần đồng đội cũng như sự tỏa sáng của các bạn tại phần thi này nhé. Mình cũng muốn thử thách đi cùng với cả các bạn để có thể xem được kỹ năng của mình và các bạn như thế nào. Phần thi hình thể đi 2 và đi 3 là để thể hiện tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết và thể hiện bản lĩnh của những chiến binh Vina Woman. Chúng tôi có chuẩn bị một số đạo cụ cũng như là những trang phục để các bạn có thể thêm phần tự tin. Và các bạn hãy lựa chọn cho mình những trang phục cũng như đạo cụ phù hợp nhất để có thể thể hiện phần thi xuất sắc ngày hôm nay và chiếm được trọn trái tim của quý vị ban giám khảo nhé. Bạn 111 và 549 căng thẳng quá cho nên bạn quên cười luôn và đi bị rất là cứng. Mình đang thi phần hình thể thì mình tháo cái khăn ra cho nó đẹp để thấy được cái cơ thể của mình. Đó, thanh lịch đẹp không? Quyến rũ hấp dẫn. Đấy, một số thỉnh thoảng có điểm nhấn thôi. Bởi vì có thêm nhiều đạo cụ diễn làm cho những cái bạn thí sinh sẽ dễ bị loạn choạng hơn. Nó là những cái mà thử thách hơn cho cái khả năng kiểm soát sân khấu và cái khả năng trình diễn của các bạn. Chúng ta vừa kết thúc phần thi hình thể với trang phục áo tắm và ngay bây giờ sẽ bắt đầu phần thi ứng xử với ban giám khảo. Và đây là một phần thi vô cùng quan trọng bởi vì sẽ cho ban giám khảo cũng như là khán giả hiểu thêm về thí sinh của mình. Và bây giờ sẽ là phần thi của thí sinh đầu tiên. Với chị ngày hôm nay, khi mà chị thấy sự xuất hiện của em á, thì chị cảm thấy em là một cô gái rất là bản lĩnh, rất là dũng cảm. Và với chị á, em cũng chính là một Vina Woman. Và chị xin được ôm em một cái để mà như một lời ủng hộ em trên hành trình này. Vì chị hiểu hết tất cả những cảm xúc của em, những điều em đã trải qua. Năm nay thì Vân thấy là các bạn thực sự rất là tuyệt vời, là bởi vì các bạn dám nói lên được câu chuyện của mình, những cái câu chuyện thực sự rất là khó nói. Thì Vân một lần nữa mình cảm thấy rất vui. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 mở ra một kỷ nguyên mới cho nhan sắc Việt với một định danh hoàn toàn mới: Miss Cosmo Việt Nam.
Vinacumin chính là một trong những cái động lực để mà Châu phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải tôi luyện bản thân mình nhiều hơn nữa để chinh phục những cái đỉnh cao mới, không chỉ dừng lại ở sứ mệnh của một hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bản thân Nhi là cũng một người phụ nữ mà là self-made, from zero to hero. Mình luôn luôn mình tự mình sẽ nắm những cái cơ hội trong bàn tay của mình, theo đuổi đam mê và không bao giờ bỏ cuộc. Người chiến thắng không chỉ đại diện cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế, mà còn có trái tim hướng về cộng đồng và sẵn sàng hành động vì những lý tưởng cao đẹp. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 hứa hẹn bùng nổ một lần nữa với một chủ đề vô cùng mạnh mẽ. Tôi luyện nên tôi. Nội lực và nỗ lực làm nên thực lực của bạn. Tôi tin rằng chính hành động của bạn tạo ra sức ảnh hưởng. Với tôi, sự tôi luyện làm nên người chiến thắng. Và hành trình tôi luyện nên tôi, Made Not Born, của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 chính thức bắt đầu.